nhỏ để có phần nhỏ nhỏ để chính ra để dành dành tặng cho những người gặp khó khăn, hay gặp khó khăn thì mình cũng đỡ người ta rồi. Nhân đây mình cảm ơn chú ba chủ tịch của câu lạc bộ Anh Gia Lai khi mà đã giúp đỡ mình có mình qua nước ngoài để điều trị. Nếu mà không có chú thì bây giờ mình chắc cũng vẫn chưa thể lại chiến đấu được. Nên là mình cảm thấy rất là biết ơn. Mình cảm thấy rất là áp lực khi mà mình giữ trọng trách là giúp những bà con gặp khó khăn. Thì mình sẽ cố gắng hết sức để mang những tinh thần và vật chất cao nhất có thể dành cho bà con. Anh Đức thì hôm nay mình mới gặp lần đầu tiên, thì anh Bách thì mình cũng gặp nhiều lần rồi trong những buổi giao lưu bóng đá. Ba người chúng mình sẽ cố gắng sẽ phối hợp thật tốt để dành những phần quà cao nhất của chương trình. Mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được mời tham gia chương trình tôi đội hình. Mình cảm thấy game show này rất là hay và ý nghĩa, nên là mình nhận lời tham gia chương trình.